thông tin tiểu sử ca sĩ, diễn viên Hùng Thuận Hùng Thuận tên thật Nguyễn Hùng Thuận, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1983, là diễn viên, ca sĩ người Việt Nam môn sơ anh được khán giả biết đến với vai diễn bé An trong bộ phim Đất Phương. Nam, đồng thời từng là thành viên của nhóm nhạc MBK. Ngoài ra Hùng Thuận còn được khán giả biết đến sau các bộ phim như Hoa Ngũ Sắc, Nàng Dâu Bất Đắc Dĩ, Dòng Đời và đặc biệt là Cổng Mặt Trời sau khi bộ phim Đất Phương Nam được công chiếu vào năm 1997. Hùng Thuận được khán giả biết đến và anh đã đến với con đường nghệ thuật cùng năm 1997 hùng thuận đã đoạt giải mai vàng với giải diễn viên được yêu thích nhất cùng với nhiều giải thưởng khác của báo mực tím hoa học trò sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở hùng thuận đã chính thức được công ty á châu mời về làm ca sĩ độc quyền cùng với nhóm nhật thực và anh đã phát hành album đầu tay với tựa đề không thể ở bên nhau khi nhóm nhật thực tan giã hùng thuận đã sang công ty kc đồng thời thành lập nhóm mbk với hai thành viên khác là nguyễn châu và huỳnh phong sau khi phát hành album game over thì một năm sau mbk tan giã chính từ lúc này hùng thuận chính thức bước vào sự nghiệp sâu lâu của mình hiện nay hùng thuận vẫn tham gia các bộ phim truyền hình Từng liên lạc với Thanh Vân qua điện thoại từ năm 2006 nhưng mãi đến năm 2007 mới gặp mặt ở đời thật. Đến năm 2009, hai người quyết định kết hôn khi anh mới bước sang tuổi 26. Còn Thanh Vân vừa tròn 22 tuổi. Hiện Hùng Thuận có một bé trai tên là Kim Bảo. https gạch chéo gạch chéo www.facebook.com.sungtsuan.nguyen